Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa vừa công bố quyết định thành lập nghiệp đoàn nghề Đúc Đồng Làng Trà Đông, xã Thiệu Trung. Đây là nghiệp đoàn đầu tiên thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa được thành lập. Nghiệp đoàn làng nghề Đúc Đồng Trà Đông có 111 thành viên, tập hợp các nghệ nhân và người lao động trong làng nghề Đúc Đồng của xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa vào tổ chức công đoàn, có chức năng nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi về lao động, điều kiện làm việc cho các thành viên, hỗ trợ kiến thức, khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trường nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người lao động, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và các sự kiện cộng đồng để gắn kết các thành viên và nâng cao đời sống tinh thần, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành nghề đúc đồng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 15 suất quà cho đoàn viên của nghiệp đoàn làng nghề Đúc Đồng Trà Đông.